Sáng thì em hay xoa cái này. Xoa lâu không? Cái đầu này em xoa 5 phút, cái đầu này khoảng 2-3 phút thì đấy. Xong rồi em xoa này xong thì em dùng cái cây hít ấy, cái cây kéo, em kéo lên mặt này này. Xong rồi với cả buổi sáng thì em đều đặn làm cái 12 động tác mặt. Trong ngày em quay cổ tay, với cả tối thì một tuần em làm 2-3 lần cái 6 vùng phản chiếu ấy. Em thấy sức khỏe nó thay đổi như nào? Ví dụ như em đi làm các kiểu em không thấy bị nhức mỏi lắm, tức là nó đỡ hẳn. Bình thường hôm trước em hay bị đau nhức cổ kiểu, hoặc là ngồi nó lờ đờ, nó không tập trung, nhưng bây giờ em thấy khỏe hơn. Còn đây em thấy da mặt của em thay đổi như thế nào? Đây em không bị lên mụn nữa. Đợt trước là em còn thậm chí phải uống vào thuốc nội tiết để cho nó không lên mụn, nhưng mà mụn toàn bọc hơn. Nhưng mà em chỉ uống thuốc để đúng 1 tháng, sau đấy em dừng thuốc được 3 tuần rồi mà nó không bị lên mới. Từ lúc mà dừng thuốc là em bắt đầu dùng cái này này. Là lúc đầu em cũng không nghĩ đâu. Thế nhưng mà không ngờ hết các loại mụn em không bị lên nữa. Bây giờ chỉ còn lại ít vết thâm thôi. Vết thâm là do vết cũ đúng không? Vết cũ đó. Bây giờ mặt đẹp và trắng. Nó mờ, bây giờ chỉ cần chờ. Có phải em tăng cân không? Tăng cân không? Hay là do là nó không còn mụn nên là nhìn nó phẳng phiu vậy? Chắc không còn mụn thì nhìn trông nó bóng bẩy hơn. Em bóng bẩy. Quan trọng là em nhìn như gương chị Lan ấy. Chị bảo là chị cho con chị dùng cái này. Thế là cứ không thấy, bắt đầu em dùng từ đầu tháng 7. Chắc là tính đến nay được bao nhiêu ngày đấy? Tháng 7, hôm nay 17 ngày. Từ đầu tháng 7, nói chung em mới bắt đầu chắc được khoảng 15 ngày thôi. 15 ngày, Thì em cứ hàng ngày sáng tối thì em làm cái này. Nó đỡ hơn hẳn. Với cả em còn thỉnh thoảng em làm thêm mấy cái, có mấy cái dụng cụ khác em cào thì em cào. Nhưng mà nói chung là mỗi buổi sáng tối em làm tổng khoảng hơn 20 đến 30 phút gì đấy. Còn em hôm nay em định mua thêm mấy cái dụng cụ để em cào khắp người. Lần trước thầy bảo là có cái ông nào mà cùng một cây xương cá. Xương cá to đấy em. Cào khắp người đấy. Cào khắp người để em mua cái lăn lăn gì để em lăn người. Chúc mừng em.